Brahma là hiện thân của đấng sáng tạo, người đã định dạng vũ trụ, canh gác và bảo vệ thế giới. Thần Brahma còn được xem là người đã sinh ra toàn thể nhân loại. Ngài là con của vị thần tối cao và Maya. Thần được sinh ra từ quả trứng vàng vũ trụ trôi bồng bềnh trên biển, hoặc đôi lúc được sinh ra từ đóa hoa sen mọc từ rốn của thần Vishnu. Con mặt cỡ của thần là con thiên nga Hamsa. Vị thần này đã tạo ra bộ kinh Veda từ những chiếc đầu của thần. Thần có bốn cánh tay cầm bộ kinh Veda, đôi khi là phương trượng, chiếc muỗng, chuỗi hạt, cây cung, bình nước